Rồi chúng ta sẽ chuyển sang câu cuối cùng. Đây, cho câu cuối cùng của đoạn văn này thì nó thực ra đây là một đoạn văn ghép, có hai đoạn văn đơn, hai đoạn văn. Cái đoạn văn sau thì nó chỉ gồm có hai câu thôi. Là xem đáp án chưa. Đây xem đáp án. Đáp án đầu tiên là nó là đây, có giải thích từ đáp án một, dạng này là verb in, hai là verb d là mệnh đề quan hệ đi. C đây là cụm từ, là sự đồng ý. D là rút ngắn, rút gọn. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang cái nội dung của đoạn văn. You know, Mr. Cannon is a great leader in the industry, so we hope all staff will be present. Nevertheless, you must seek the manager before attending. Là như bạn biết. Ông Paul là một nhà leader, là nhà lãnh đạo đi, lớn. Lãnh đạo nổi tiếng được great trong lĩnh vực công nghiệp. Industry. Vì vậy nên là chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nhân viên sẽ có mặt. Tuy nhiên, nevertheless, các bạn phải xích là có được. Quản lý của bạn, quản lý trước khi tham dự. Đây chúng ta có bốn đáp án. Trong cái câu cuối cùng này, bây giờ mục đích của chúng nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ xem từ nào nó phù hợp, cái dạng ngữ pháp nào nó phù hợp ở trong này. Nếu là đáp án A đã có phụ huynh thì cái từ xích này, từ xích của nó, sau từ xích nó là một động từ hoặc là một to verb hoặc là một xích cộng to verb hoặc là cụm danh từ. Cho nên việc mà sử dụng cái stick, dụng cái verb in ở đây này thì nó không phải là dạng ngữ pháp đúng. Hay là who approves, tức là cái từ who này ở đây có nghĩa là trước nó bắt buộc phải là một danh từ chỉ người. Ví dụ như là Mr. Cullen, who is the founder, tức là ông Cullen, người là người sáng lập của cái công ty gì đấy thì mới được phép là dùng who. Nên là ở đây là now là khi
danh từ chỉnh người, ví dụ như là nick con này, không thì the sound the of the company thì đấy. Trước cái who này bắt buộc là một danh từ chỉnh người thì cái câu này cái ngữ pháp đấy mới đúng. Nhưng mà ở trong này nó lại là một động từ xích không? Động từ nên chúng ta không thể sử dụng cái đáp án là who of whose. Thứ ba là the approval of, thì ở đây như chúng ta biết ở đây là seek để cộng với một động to verb hoặc là một danh từ, thì ở đây cái cụm là the approval of nó là cụm danh từ, về ngữ pháp là hợp lý. Còn về nghĩa của nó thì tuy nhiên thì bạn phải có được cái sự đồng ý của lãnh đạo trước khi tham gia. Cuối cùng là having approved cũng không hợp lý. Cái câu này dùng để thay thế cho cái mệnh đề quan hệ, nhưng mà ở đây chúng ta không sử dụng mệnh đề quan hệ trong cái trường hợp này, nên là chúng ta không thể sử dụng cái cụm là having approved. Đây là cái câu này không ạ? Ở đây chúng ta chọn cái đáp án là the approval of. Đây. Đây, chúng ta xong cái bài đọc đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đi lại nội dung của cái bài email này. Mấy bài email này là thông báo rồi đây. Email. Calling email. Thì bài email này, cái email này nó nói về là các cái chuỗi bài học của cái ông tên là Zhang Huo, là cái từ đến từ văn phòng của công ty phát triển hay là văn phòng của nhóm mà phát triển chuyên chuyên gia. Nói về chuỗi cái bài giảng gửi đến tất cả toàn bộ nhân viên ngày mùng 10 tháng 1, viết ngày mùng 1 tháng 10. Thì đây là sinh viên college, đồng nghiệp. The first of our survey, mình dịch luôn là bài giảng, cái bài giảng đầu tiên trong cái chủ đề là lĩnh vực khảo sát. Lĩnh vực là khảo sát thì sẽ được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3. Và cái bài giảng đầu tiên này, bài giảng sắp tới này sẽ được dẫn dắt bởi cái ông Roberto Collins, người sáng lập của cái công ty startup thành công có tên là Radio Dedicate. Và cái ông Collins này thì sẽ thảo luận về làm việc là làm thế nào để các công ty công nghệ sẽ học, có thể học hỏi được từ các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Ông Colin, cái bài giảng của ông Colin này thì là bài giảng duy nhất trong cái chuỗi bài giảng nói về lĩnh vực startup. Và cái tiếp theo là cái với bài giảng còn lại thì sẽ nói về các cái nội dung khác, bao gồm là nội dung về marketing và dịch vụ khách hàng. Và như các bạn biết là cái ông Colin này là một nhà lãnh đạo, leader trong lĩnh vực công nghiệp, nên là chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nhân viên sẽ tham dự. Tuy nhiên thì là các bạn phải có được cái sự đồng ý của manager trước khi tham gia, gửi đến các bạn là nhân viên công ty này.